Mới cho bạn xin được giới thiệu với các bạn một chiếc máy xới đất Kawasaki. Cái dòng này xài IC, xài tép lửa, cái IC ngay đây nè các bạn. Máy hiệu Kawasaki các bạn nha. Nhìn nó rất là hoành tráng ha. Dàn số rời ha. Số rời ra đây. Rồi đây là cái cần gạt xài xới hay không xới nè. Cái này là cái gì ha? Không biết. Ấy da. Thôi kệ nó đi. Cái chắc có lẽ là nó để mình khám phá sau nha. Con này nhìn rất là hoành tráng các bạn. Đây. Dàn lưỡi xới là coi như là bao luôn. Con này là AR551. Động cơ AR551 các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ cho nổ mình chạy thử các bạn nha. Rồi, nổ rồi. Nào mò ta. Không lấy nào này nó không có mò. Ôi. Em điểm giữa. Đúng rồi, đây mò nè. Thì ra là vậy. Rồi, đây là vô số ve đây. Đúng rồi. Rồi mình vào mò đi. Thử coi. Rồi nó có chạy qua đường sới nè. Nó có quay nè. Thử coi. Đúng rồi, sới chạy nè. Nào mình thử gạt cái gần này coi. Nó sới ngược trở lại. Nó sới ve nè. Rồi bây giờ mình lấy gạt xuống coi nè. Ủa, nó cũng sới vậy. Cũng đâu có thay đổi gì đâu ta. Nhanh chậm thôi. Vậy ta. Không, thử coi. Lên đây là siêu chậm. Xuống nha nhanh nè. Lên đây là siêu chậm nè. Xuống cho nhanh đi. Con này thấy cũng khá nặng á. Máy mạnh ghê thiệt. Xong rồi,
bạn nào mua thì alo các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn. Đây là động cơ cũ phân bự.